Có hai con đường các bạn, đi theo từ cái bồn lai tiên cảnh này thế nào nhé. Đây các bạn, đây là khu di tích khu di tích Minh Đạo. Trong này thì có mỗi cái con đường mòn thôi, nó có không được tráng bê tông. Đi xem thử có cái gì. Không, trong rừng nữa các bạn ơi, rừng. Lần đầu lên đây thì trên cái núi Minh Đạm này nó rất là mát các bạn ơi. Giờ cũng đầu tháng 12, cũng rất là mát. Lên đây review cho các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái núi Minh Đạm thì tôi sẽ quay sơ sơ cho các bạn biết. Lên cũng mệt. Đi dòng đường thì cũng thấy mấy cái biển này các bạn. Bồng lai này, mũi tên đỏ chỉ xuống này. Chắc có lẽ rằng nơi mà tôi định đến thì chắc có lẽ rằng nơi đấy rất là đẹp. Tại vì dọc hai bên đường người ta ghi gọi là bồng lai thiên cảnh mà. Đây đây, có cái biển này nè.
Đi máy nó hơi rung nên các bạn thông cảm nha. Không biết phía trước là có cái nhà, không biết nhà này nhà gì nữa. Đây bạn, nè đó, đây là một con suối, tương tự một con suối mà tại vị trí này là người ta làm một cái bể chứa nước, chắc người ta dùng để sinh hoạt các bạn. Đây này, người ta ngăn lại cái con suối này. Đó. Xa xa kia các bạn thấy không? Xa xa đó cũng là một cái chỗ người ta chứa nước, người ta làm mái để cho khỏi lá cây lá gì nó rơi vào. Đó. Đây các bạn thấy cái dây ống không? Đó. Thôi chúng ta tiếp tục đi. Đấy, đi tiếp. Đây có nước các bạn. Nước này chắc không có cá đâu. Giờ cũng mệt rồi các bạn ơi, giờ lên núi xuống núi cũng mệt rồi mà vẫn chưa tới nơi. Mệt. Thôi cố gắng các bạn, cố gắng đi. Đi tới ngay cái ngã ba này các bạn này, thì bồng lai tiên cảnh này có con đường phía trước Bạch Vân Động thì nó lại lên đây nữa. Thôi chắc đi bùng lai thôi các bạn nè. Máy hơi rung các bạn, và đi bùng lai xem nếu có thời gian hoặc sức khỏe mạnh này đi vô Bạch Vân Động nữa, xem nó có cái gì trên đấy. Trước tiên thì cứ đi bùng lai tiên cảnh trước ấy, xem có gì đẹp không. Chắc cũng sắp tới nơi rồi sao các bạn. Thấy có bụi, mấy cái bụi tre này. Chắc có lẽ cũng sắp tới nơi rồi. Cũng không biết nữa. Mình đoán như vậy thôi. Chất lượng quay hơi kém thì các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình đi máy mình nó cũng rung quá. Và là máy mình nó cũng không được mà. Chất như... Nói chung là nó cũng không được nhiều tiền. Quay nó cũng rung, các bạn cũng thông cảm cho mình. Lại vượt dốc nữa các bạn ơi, lại vượt dốc nữa. Ở dưới cái chân núi á thì người ta nói là khu di tích lịch sử Minh Đạo, nhưng mà tôi cũng không biết khu di tích nó nằm đâu cả. Không biết là nó nằm vị trí nào, nhưng mà thôi cứ lên. Đó. Đây cái núi, trên núi này thì nó cũng những nơi người ta cũng hay tổ chức về đây, mục đích là du lịch này và khám phá, và người ta tổ chức các sự kiện và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí rất là nhiều. Thấy trên này người ta treo toàn là những cái dây chỉ dẫn đường này kia nhiều lắm. Chắc lẽ người ta tổ chức một cái trò chơi nào đấy, theo tôi nghĩ là vậy. Sao quá các bạn ơi, tới ngã ba rồi, tới ngã ba bồng lai tiên cảnh lại đi đường này nữa, lại xuống núi nữa, phà thiệt. Từ cái chỗ mà tôi gửi xe rồi cái ngôi chùa bữa nay định gửi xe chỗ mấy cái bãi giữ xe nhưng mà không có các bạn, không có người nên tôi vô chùa tôi có gửi, tôi gửi một chú gì đó tôi gửi xe. Tôi bữa nay tôi đi có một mình nè, nhưng mà chỗ này cũng rất là hoang sơ nha các bạn, cái này cũng không có người nha, rừng rú mà. Từ vị trí đó mà lên đây thì chắc khoảng không biết nữa, khoảng cả cây số đó. Đây nó không có ai ai cả,
nên bạn nào mà đi thì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo nha. Còn như tôi thì tôi đi nó cảm thấy nó cũng bình thường, tại vì mình cũng quen rồi. Nên bạn nào mà đi trên này thì các bạn chú ý. Hình như là đây sao các bạn ơi, sắp sắp tới nơi thì sao. Đây này, nâng cấp này. Thôi, đi lên thử. Thử xem. Thùng nước rất là nhiều ạ. Quá trời nước luôn. Không biết thùng thì nhiều mà có bị cái nước không. Mỏi chân. Hôm nay đi đây cho. Đến nơi rồi nha các bạn. Chỗ này thì có các vị thần linh, có Phật, có rất là nhiều. Nên tôi cũng không biết nói gì, nhưng mà cũng đã đến nơi. Tôi nói hơi nhỏ. Kia là Phước Tịnh nha, xa xa là Phước Tịnh. Đây giống kiểu mấy cái am đúng không? Điện năm bằng ngũ hành này. Nhiều. Tôi thì cũng không có rành mấy cái này. Tôn trọng, vẫn phải biết thôi.
to quá, nó quá trời to luôn. Giờ xuống rồi nha các bạn, xuống rồi. Lên chỗ Bồng Lai Tiên Cảnh xong rồi các bạn, giờ xuống mệt quá, xuống biết được nửa chặng đường chứ, thấy chân ta tay nó rụt rời hết rồi, rất là mệt. À cũng nói thêm nha, vừa rồi tôi cũng nói rồi nhưng mà bạn nào đi một mình thì từ nãy tôi đi thì cũng chả gặp ai cả, nên bạn nào mà đi một mình thì mấy bạn cũng phải đề phòng nha, chứ nguy hiểm, lỡ có cướp hay là nó có xảy ra những cái tình huống gì thì các bạn đi thì các bạn phải lường trước thôi, đi khoảng 2 người trở lên. Còn với đối với nữ thì các bạn đi nhiều lên, chứ đừng đi có một mình đi là cũng gọi là đẳng cấp ấy, chắc có lẽ là hiếm. Bạn nào nữ nào mà bạn nào mà đi một mình thì đúng, tôi thấy bạn đây thì chắc trong người chắc cũng phải có cái gì đấy, hoặc là tính tình tính khí thì cũng rất là tuyệt vời nên mới dám đi một mình. Nên các bạn nó đi thì khuyên đi rằng đi 2 người trở lên. Bữa nay tôi đi có một mình tôi. Tôi đi hôm qua nó đi chơi. Biết sắp tới chưa? Xào quá. Đây là khu di tích Minh Đạm này các bạn nha. Đó, khu di tích Minh Đạm này. Đó. Đây là những cái xe khu du lịch, những cái xe du lịch này. Lúc này chở người đi lên chùa các bạn. Trên này cũng có chùa nha các bạn. Chùa. Chùa gì vậy có hết. Đông nhất vào thứ bảy chủ nhật thôi là rất là có nhiều du khách đến. Hôm nay rơi vào thứ ba nên cũng có ít à, ít người. Chắc đây là đường lên ra khu di tích sao. Không biết có sao. Bữa nay thì không có xe, không có người giữ xe để mà gửi xe, nên đi cũng sợ nguy hiểm. Đây có con suối mà, suối sơ sơ, cái suối này. Không biết sao, không biết. Thấy nguy hiểm quá. Xe không ai giữ mà đi lên nguy hiểm quá. Tôi quành lại nha các bạn. Đây nha các bạn, đây là di tích lịch sử Minh Đạm nè. Quay cho bạn xem luôn. Minh Đạm là căn cứ được xây dựng trên núi Châu Long, Châu Viên, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do có ưu thế độ cao 260m, nguồn nước ngọt và nhiều hang động hiểm trở, ngày 13 tháng 7 năm 1933, Hội Châu Viên kết nghĩa treo cờ đỏ búa liềm trên đỉnh Chóp Mao, báo hiệu thời kỳ đấu tranh giành độc lập tự do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Tháng 2 năm 1946, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu thành lập căn cứ kháng chiến chống Pháp tại Long Mỹ, sau đó năm 1948 đổi thành Minh Đạm, tên của liệt sĩ Bùi Công Minh, bí thư, và Mạc Thanh Đạm, phó bí thư của huyện Long Điền. Kháng chiến chống Mỹ, căn cứ Minh Đạm gồm 4 khu, Đá Chẻ, Đá Giăng, Giếng Gạch, Châu Viên là nơi dừng chân của các cơ quan huyện ủy, quân đội, quân y, quân giới, các xã trong vùng, các thị xã cấp và quân báo miền. Tại đây, Mỹ và chư hầu đã sử dụng nhiều loại vũ khí hiện đại, âm mưu nhằm hủy diệt Minh Đạm, nhưng bị lực lượng cách mạng liên tục đánh trả hàng trăm trận, làm thất bại chiến thuật ụ ngầm hàng rào lá chắn, góp phần giải phóng quê hương. Tháng 4 năm 1975, căn cứ Minh Đạm được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử. Tại quyết định số 57 văn hóa quyết định ngày 18 tháng 1 năm 1993. Đây là di tích lịch sử Minh Đạm. Vừa rồi thì tôi cũng đã đọc cho các bạn nghe. Hay vậy, mong các bạn thông cảm nha. Rồi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.